Đông Phương Cảnh vẫn nhớ lời dặn dò cuối cùng của phụ vương, rằng khi trở thành vua phải bảo vệ nhân dân và sau 10 năm phải lấy lại ngọc tỷ để kế thừa ngai vàng. Đông Phương Cảnh nhìn phụ vương mặc giáp, quả cảm đi đến cái chết, cảm thấy đau lòng. 10 năm trôi qua, Đông Phương Cảnh đã từ một đứa trẻ lớn thành thiếu niên, nay đã liên lạc với Tứ Phương Hội để hành động một cách bí mật, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của phụ vương. Tại Lạc Dịch Thành, Hoa Quế Lâu, Tô Tiễn Linh là đại sư tỷ của Tứ Phương Hội, cô nhận được tin rằng hành động của đệ tử Tứ Phương Hội đã bị người ta phát hiện, nay đã bị vây bọc, liền vào trong Hoa Quế Lâu để thông báo tin tức, yêu cầu họ giao danh sách cho mình. Các đệ tử đang do dự, kẻ thù ập đến, một người vì bảo vệ Tô Tiễn Linh mà bị bắn chết bởi nhiều mũi tên. Tô Tiễn Linh thấy một đệ tử khác rơi vào nguy hiểm, không quan tâm đến an nguy của bản thân lao vào cứu giúp. Đông Phương Cảnh biết hành động của Tứ Phương Hội gặp trục trặc, liền muốn ra tay giúp đỡ, nhưng bị Cao Công Công giám sát chặt chẽ, anh chỉ có thể sắp xếp cho Tần Vũ diễn một vở kịch chim én, lừa gạt Cao Công Công. Cao Công Công tin rằng Đông Phương Cảnh thật sự là một kẻ mê sắc, dại dột, trong lòng rất khinh thường. Tô Tiễn Linh lấy được danh sách lúc tình hình đã rất nguy cấp, danh sách này là bảo đảm, nhưng tờ giấy của bảo đảm bị gió thổi bay. Tô Tiễn Linh tưởng đó là danh sách ám sát, mục tiêu chính là chủ nhân của Lạc Dịch Thành. Đông Phương Cảnh che mặt với tấm màn đi cứu Tô Tiễn Linh, cô bị phong thái của Đông Phương Cảnh làm cho kinh ngạc, muốn biết anh là ai, nhưng địch thủ đuổi theo, khiến cô không có cơ hội hỏi. Sáng sớm, Cao Công Công theo mệnh lệnh của Thái Hậu mang canh sâm đến nhắc nhở Đông Phương Cảnh sớm đến đại điện. Nhưng người ra mở cửa lại là Tần Vũ. Khi Cao Công Công định xông vào, Đông Phương Cảnh với vẻ mặt thiếu ngủ ló đầu ra. Cao Công Công liền cho Đông Phương Cảnh uống canh sâm nóng, bề ngoài tỏ ra quan tâm đến sức khỏe của Đông Phương Cảnh nhưng thực tế lại muốn Đông Phương Cảnh chết trên đại điện. Buổi biểu diễn múa lần này là của một vũ nữ từ Tây Vực. Trước khi lên sân khấu, sát thủ ẩn nấp đã giết chết vũ nữ thật và ẩn mình vào trong tủ. Khi Tô Tiễn Linh đến, cô thấy người vô tội nằm trên đất, trong lòng lên án kẻ ra tay không xứng đáng làm sát thủ, không có chút nghề nghiệp đạo đức nào, rồi đột ngột mở tủ tấn công sát thủ ẩn mình bên trong, khiến đối phương ngã xuống. Tô Tiễn Linh liền thay quần áo múa và bước lên sân khấu biểu diễn. Hôm nay là sinh nhật của Đông Phương Cảnh, anh biết hôm nay e rằng xui xẻo nhiều hơn may mắn. Đã sẵn sàng từ trước, không ngờ vũ nữ Tây Vực lên sân khấu, lại trước tiên tự mình và người của mình đấu đá. Tô Tiễn Linh khinh thường đối phương vì cướp công việc của Tứ Phương Hội, đánh cháo vũ khí của người khác, còn mình thì chiếm lĩnh vị trí chủ đạo, dẫn Đông Phương Cảnh vào trong tủ. Đông Phương Cảnh nhận ra Tô Tiễn Linh chính là sát thủ của Tứ Phương Hội, hôm đó mình đã cứu cô, nay lại xuất hiện ở đây. Còn tuyên bố muốn giết mình, liền lợi dụng lúc trong tủ không ai thấy được để phản kích Tô Tiễn Linh. Tô Tiễn Linh bị độc kim mình giấu trong miệng làm cho ngất đi, Đông Phương Cảnh vì muốn cứu cô, liền nói buổi tối muốn triệu cô phục vụ và ôm cô trở về cung. Đông Phương Cảnh biết rằng hôm nay sát thủ không thể giết mình trên đại điện, e rằng sẽ chạy trước tìm kiếm Ngọc Tỷ. Vì thế, anh giả vờ mất trí, để những vệ sĩ ở cửa khẩu chiến đấu, anh lợi dụng cơ hội này giao phó cho Tần Vũ, yêu cầu anh ta lén lút rời khỏi cung đi tìm manh mối của Ngọc Tỷ. Lý do anh ta để mọi người đấu kiếm chính là để che giấu tiếng nói của hai người. Cao Công Công đột nhiên mang đến canh sâm, vừa vào cửa đã thấy Đông Phương Cảnh ôm Tô Tiễn Linh. Khi Đông Phương Cảnh muốn thân mật, Tô Tiễn Linh đã lén dùng sức bẻ mạnh vào thịt mềm của Đông Phương Cảnh, suýt nữa làm anh không thể diễn tiếp. Cao Công Công đưa canh sâm, Tô Tiễn Linh liếc một cái đã nhận ra bên trong có độc, vì vậy lấy cớ mình là tân nương của Đông Phương Cảnh, giành lấy việc cho uống canh sâm và lén nói với Đông Phương Cảnh rằng uống canh sâm này sẽ chết, tiếp theo giả vờ làm đổ canh sâm. Cao Công Công trở về báo cáo với Thái Hậu, bị Thái Hậu mắng mỏ chỉ vì hôm nay không những không giết được Đông Phương Cảnh trên điện, mà ngay cả canh sâm cũng không khiến anh ta uống. Thái Hậu cảm thấy Cao Công Công chỉ là một kẻ vô dụng. Tô Tiễn Linh vì bị độc của mình mà ngất đi, trước khi hôn mê không khỏi chế nhạo bản thân mình làm sát thủ lại xảy ra chuyện này. Quyết tâm giấu đi không để đồng môn biết, nếu không sẽ bị người ta cười chết. Đông Phương Cảnh vì cứu Tô Tiễn Linh đã dùng chính mình thử độc, cuối cùng thành công chế ra giải dược. Chuyện này khiến Tô Tiễn Linh biết được, cô vô cùng biết ơn. Đông Phương Cảnh muốn Tô Tiễn Linh giúp mình thoát khỏi thành, đưa đến Tứ Phương Hội. Trong giấc mơ, Tô Tiễn Linh không ngừng cười, vẻ mặt không lo lắng, không sợ hãi khiến Đông Phương Cảnh không hiểu nổi làm sao cô có thể trở thành một sát thủ. Hóa ra, trong mơ, Tô Tiễn Linh mơ thấy mình đã thành công trả thù cho hai vị sư đệ và trở thành sát thủ số 1 của Tứ Phương Hội, sư phụ liền truyền chức vị hội trưởng cho cô. Đông Phương Cảnh nằm bên cạnh Tô Tiễn Linh ngủ, khi Tô Tiễn Linh mở mắt thấy mặt anh, cô lập tức hét lên và ngồi dậy, chất vấn Đông Phương Cảnh đã làm gì mình, rồi tát anh một cái khiến anh bị thương nặng đến mức nôn máu và ngất đi. Tại Tứ Phương Hội, sư phụ biết được Điền Cẩu nhận một nhiệm vụ quan trọng nhưng không báo cáo với mình, còn phái hai vị sư đệ chưa đủ kinh nghiệm đi xử lý, dẫn đến cả hai đều tử vong. Tô Tiễn Linh còn vì thế mà bị kẹt tại Lạc Dịch Phủ, không khỏi nổi giận dữ dội. Điền Cẩu đưa ra kế hoạch có thể lẻn vào Lạc Dịch Phủ cứu người, nhưng việc này không ai muốn làm, vì vậy mọi người đều đề xuất Điền Cẩu đi. Tô Tiễn Linh nhìn Đông Phương Cảnh nằm trên giường chỉ còn thoi thóp, thực sự nghi ngờ liệu anh có thể tử vong không. Lúc này Cao Công Công đến mời Tô Tiễn Linh, bảo cô đi gặp Thái Hậu.
Tô Tiễn Linh cảm thấy hai người không quen biết không muốn đi, nhưng Đông Phương Cảnh nắm lấy tay cô, dặn dò cô phải cẩn thận. Tô Tiễn Linh liền biết lần này không thể không đi. Khi cô đến nơi gặp Thái Hậu, lợi dụng lúc không ai chú ý, trước tiên thử xem trong trà có bị đầu độc hay không. Thái Hậu khen ngợi Tô Tiễn Linh thông minh lanh lợi, muốn cô dẫn Đông Phương Cảnh ra ngoài chơi vài ngày, đồng thời báo cáo lại lộ trình. Tô Tiễn Linh bị Thái Hậu ép hỏi, không biết phải trả lời thế nào. Đông Phương Cảnh như có linh cảm vội vàng sai người đi mời Đông Phương Dực. Với sự xen vào của Đông Phương Dực, Thái Hậu không chỉ đồng ý cho Đông Phương Dực rời cung đi chơi, mà cũng không tiện hỏi thêm về thân phận của Tô Tiễn Linh. Đông Phương Dực muốn biết ngoài cung có gì thú vị, liền quấn lấy Tô Tiễn Linh để hỏi, biết rằng Tô Tiễn Linh chỉ nghĩ về Đông Phương Cảnh. Cảm thấy cô nói không muốn làm chị dâu của mình là giả, điều này Tô Tiễn Linh không thích nghe, trực tiếp bày tỏ mình đã có người mình thích và người đó không phải là Đông Phương Cảnh. Tô Tiễn Linh trở về cung của Đông Phương Cảnh, thông báo rằng việc rời cung đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng Đông Phương Cảnh cần phải chữa lành cơ thể trước, nếu không nếu độc phát sẽ không thể đi được. Lúc này Cao Công Công đột nhiên đến gửi canh sâm, Đông Phương Cảnh để duy trì hình tượng lăng loàn của mình, ngay lập tức đè Tô Tiễn Linh xuống làm động tác hít đất. Cao Công Công nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng mờ ảo, cảm thấy Đông Phương Cảnh lại lăng loàn, thực tế Đông Phương Cảnh và Tô Tiễn Linh đều mặc quần áo đầy đủ. Cao Công Công rời đi sau đó, Đông Phương Cảnh giải thích với Tô Tiễn Linh là tình huống cấp bách, dù Tô Tiễn Linh hiểu nhưng vẫn hơi không vui, nhanh chóng rời đi. Tô Tiễn Linh một mình lang thang trong cung, thấy Cao Công Công dẫn người về phía cung của Đông Phương Cảnh, lo lắng cho anh ta có nguy hiểm, vội vàng quay lại, nhưng lại chứng kiến Đông Phương Cảnh đang lợi dụng việc tắm để đào thải độc tố. Đông Phương Cảnh nhắc nhở Tô Tiễn Linh phải tự bảo vệ mình trong Lạc Dịch phủ, khuyên cô không nên động tâm, nhưng Tô Tiễn Linh lại phát hiện Đông Phương Cảnh giống người từng khiến cô rung động từ cái nhìn đầu tiên. Từ Đông Phương Cảnh, Tô Tiễn Linh và Đông Phương Dực cùng rời cung, ba người trông có vẻ hơi kỳ lạ. Đông Phương Dực xác định mình không phải là người thứ ba nên cảm thấy yên lòng. Khi đến quán trọ, chủ quán khen ngợi Tô Tiễn Linh và Đông Phương Cảnh là đôi nam thanh nữ tú, còn Đông Phương Dực lại được coi như một tên hầu có vẻ ngoại hình không phải dạng vừa. Điều này khiến Đông Phương Dực hơi tức giận, nhưng thấy Đông Phương Cảnh và Tô Tiễn Linh có vẻ mặt không vui, anh ta lẹ làng tránh đi. Tô Tiễn Linh rút kiếm đặt lên cổ Đông Phương Cảnh, nhưng cô lại không thể ra tay giết người, chỉ đành rời đi, đồng thời bày tỏ không thể dẫn Đông Phương Cảnh đến tứ phương hội. Điền Cầu từ một giếng cạn lẻn vào Lạc Dịch phủ, giả làm thái giám để điều tra tin tức, nghe lén được Cao Công Công sai người ám sát Đông Phương Cảnh và Tô Tiễn Linh, liền vội vàng quay lại theo đường cũ, cuối cùng tìm thấy Tô Tiễn Linh ở cửa quán trọ, khuyên cô về nhà với mình. Nhưng Tô Tiễn Linh nghĩ Điền Cầu đến để tranh công việc, không chịu nói ra nơi ở của Đông Phương Cảnh, vô tình biết được công việc này là để bảo vệ, mới quay lại tìm Đông Phương Cảnh, nhưng do sự xuất hiện của mình, khiến chủ quán tự sát thành công từ đó mất đi manh mối. Điền Cầu biết có người đến giết Đông Phương Cảnh, vội vàng dẫn họ chạy đến tứ phương hội. Trong quá trình đó, họ đi qua một khu rừng che đầy độc khí, Điền Cầu và Tô Tiễn Linh không sợ, nhưng Đông Phương Cảnh và Đông Phương Dực không chịu nổi. Nên khi Điền Cầu quay lưng không biết từ đâu lấy ra hai miếng vải, họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cuối cùng thành công vượt qua rừng che đến tứ phương hội, trong khi những kẻ săn đuổi họ lại bị mắc kẹt trong trận pháp, quay cuồng tại chỗ. Tô Tiễn Linh dẫn Đông Phương Cảnh trở lại tứ phương hội, nghe sư đệ chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành công. Vừa muốn khoe mình sẽ là nữ sát thủ số 1 của tứ phương hội trong tương lai, nhưng lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng thì sư phụ đã bước ra, Tô Tiễn Linh không dám cãi lại vội vàng im lặng. Đông Phương Cảnh là chủ nhân thực sự của tứ phương hội, sư phụ sai Điền Cầu dẫn Đông Phương Dực đi khắp nơi và cũng gửi Tô Tiễn Linh đi, rồi quay sang xin lỗi Đông Phương Cảnh. Tô Tiễn Linh nằm trên cửa sổ nghe lén, mới biết tứ phương hội chính là quân đoàn bộ binh từ 10 năm trước và Đông Phương Cảnh đến đây là để tìm Ngọc Tỷ. Tần Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành động, nhưng Đông Phương Cảnh thân thể không khỏe, sư phụ bèn khuyên Đông Phương Cảnh nên coi trọng sức khỏe. Cũng nhắc đến Tô Tiễn Linh từ nhỏ được mình nuôi nấng, cử chỉ có phần xúc phạm, nhưng Đông Phương Cảnh thẳng thắn nói Tô Tiễn Linh rất tốt. Đông Phương Dực đột nhiên quay lại, phát hiện Tô Tiễn Linh đang nghe lén tò mò lại gần, bị Tô Tiễn Linh vặn tay la lên, Đông Phương Cảnh mới biết Tô Tiễn Linh đang nghe lén. Trong tứ phương hội có người giỏi y thuật, chuẩn bị thuốc cho Đông Phương Cảnh, khi Tô Tiễn Linh đến đưa thuốc, Đông Phương Dực ở bên cạnh nói những lời châm biếm rằng anh ta cũng bị thương, muốn Tô Tiễn Linh cho anh ta uống thuốc. Tô Tiễn Linh trực tiếp đưa thuốc qua, nhắc nhở rằng nếu không đúng bệnh thì sẽ trở thành độc dược, làm Đông Phương Dực vội vàng bịt miệng. Ngày hôm đó, Đông Phương Cảnh, Tô Tiễn Linh, Đông Phương Dực cùng nhau đi dạo trong rừng tre, Đông Phương Cảnh vô tình rơi xuống một cái giếng. Tô Tiễn Linh và Đông Phương Dực vội vàng cứu giúp, kết quả là Đông Phương Cảnh được cứu lên, nhưng Đông Phương Dực lại rơi xuống. Tô Tiễn Linh và Đông Phương Cảnh đang nằm trên vách giếng nhìn nhau thật sâu lắng. Tô Tiễn Linh vì nhiệm vụ bảo vệ mà phải ăn ở cùng Đông Phương Cảnh để bảo vệ anh từng ly từng tí. Cô nhìn Đông Phương Cảnh bằng ánh mắt nồng nhiệt, kể về một người cô đã gặp, người đó đã cứu cô thoát khỏi nguy hiểm và ánh mắt người đó rất giống với Đông Phương Cảnh. Đông Phương Cảnh biết rằng người đó chính là mình nhưng không dám thừa nhận, chỉ nhắc nhở Tô Tiễn Linh đừng nhìn anh như vậy nữa, nếu không anh sẽ không thể ngủ được. Tô Tiễn Linh ghen tị với Đông Phương Cảnh ít nhất còn có mẹ,
còn cô thậm chí không biết mẹ mình có còn sống hay không. Nghĩ đến đây, Tô Tiễn Linh không thể ngủ được, liền đứng dậy kiểm tra tin tức đưa đến bởi chim bồ câu. Biết được rằng có thể dùng độc trị độc bằng chủng độc vạn độc tại tay của Thiên Lý Phi Cát, quyết định lấy nó về để giải độc cho Đông Phương Cảnh. Ngày hôm sau, Tô Tiễn Linh bỏ thuốc mê vào cốc, dự định khiến Đông Phương Cảnh ngủ một ngày. Đợi cô lấy được vạn độc chủng rồi mới giải độc cho anh, nhưng Đông Phương Cảnh đã nhận ra và tìm cơ hội đổi cốc, nên người ngủ say là Tô Tiễn Linh. Tô Tiễn Linh tưởng rằng Đông Phương Cảnh đã ngủ, từng hứa anh bảo vệ thiên hạ, cô sẽ bảo vệ anh. Đông Phương Cảnh trước khi đi đã nói với Tô Tiễn Linh đang nằm trên giường. Nếu anh sống chỉ vì bản thân, anh nhất định sẽ chọn cô, nhưng anh mang trên mình trọng trách của quốc gia, nên không thể làm theo ý muốn của mình. Đông Phương Cảnh lấy lại danh phận là chủ nhân của Lạc Nghệ Thành, biết được Thiên Lý Phi Cát sở hữu vạn độc chủng, quyết định tự mình đi gặp. Nhưng Tần Vũ lo lắng cho vết thương trên người anh, càng lo lắng cho việc lộ danh tính của Đông Phương Cảnh, nhưng Đông Phương Cảnh vẫn kiên quyết tự mình đi. Tô Tiễn Linh tỉnh dậy trên giường, nhớ lại ly rượu kia, nhận ra có vấn đề, không khỏi lo lắng cho an toàn của Đông Phương Cảnh, lập tức muốn rời khỏi Tứ Phương Hội để tìm người. Đông Phương Dực nhất quyết muốn đi theo, nhưng Tô Tiễn Linh không muốn dẫn anh ta đi, trong lúc tranh cãi cả hai cùng rơi xuống giếng cạn. Tô Tiễn Linh biết từ miệng Đông Phương Dực rằng Đông Phương Cảnh sống một cuộc đời đa diện, cảm thấy Đông Phương Cảnh sống rất mệt mỏi. Hy vọng anh có thể sống đơn giản hơn, nhưng ở thành Lạc Nghệ này, ngoại trừ Tô Tiễn Linh, không ai có thể sống đơn giản. Điền Cầu đi tìm Tô Tiễn Linh, nghe thấy tiếng kêu cứu từ giếng cạn, vội vàng kéo Tô Tiễn Linh lên. Đông Phương Dực biết Tô Tiễn Linh không cứu mình, dùng sức kéo dây thừng khiến Điền Cầu rơi xuống giếng. Tô Tiễn Linh không cứu ai cả và đi mất, khiến Điền Cầu tức giận đến mức phát ra tiếng hét thảm thiết. Đông Phương Cảnh gặp Thiên Lý Phi Cát, nói về việc cha vua mình trước khi chết đã yêu cầu phiêu kỵ quân giữ lực lượng, chờ đợi 10 năm sau để phục hưng uy lực quân sự. Năm đó, một đội phiêu kỵ quân đã gia nhập Nam Giang, sau đó lại lẻn trở về biên giới dưới danh nghĩa gián điệp Nam Giang. Thủ lĩnh của nhóm này chính là Thiên Lý Phi Cát, thông tin quan trọng của Quế Hoa Lâu đều do Thiên Lý Phi Cát cung cấp. Người dân Bắc Lạc coi ông ta như một sự ô nhục, nhưng thực tế lại là một trung thần. Lần này, ông ta giao hộp ngọc tỷ cho Đông Phương Cảnh, nói rằng có người đang âm thầm cản trở việc hòa đàm giữa Nam Giang và Bắc Lạc. Tô Tiễn Linh tìm đến nơi này, xảy ra xung đột với hai người ở cửa, tiếng đánh nhau làm Thiên Lý Phi Cát và Đông Phương Cảnh chú ý, Đông Phương Cảnh vết thương chưa lành liền nôn ra một búng máu tươi. Thiên Lý Phi Cát tự nguyện đứng sau, bảo Đông Phương Cảnh mau chóng rời đi. Tô Tiễn Linh mặc một bộ đồ đỏ rời đi, Đông Phương Cảnh vội vàng vào trong sân, phát hiện nhiều người chết, biết rằng đó là công việc của Tô Tiễn Linh, lòng không khỏi trùng xuống. Đông Phương Cảnh tìm thấy Thiên Lý Phi Cát vẫn còn thở, từ miệng ông ta biết được rằng Tô Tiễn Linh đã đến trước các sát thủ. Thiên Lý Phi Cát nhận ra cô là người của tộc Phượng Minh từ những chiếc kim độc mà Tô Tiễn Linh sử dụng và biết rằng sát thủ sắp đến. Biết Tô Tiễn Linh đến vì vạn độc chủng, ông ta trực tiếp chỉ cho cô nơi cất giấu và bảo cô nhanh chóng rời đi để không bị cuốn vào cuộc chiến này. Nhưng Tô Tiễn Linh đã liều mạng đến cứu ông ta, điều này khiến Thiên Lý Phi Cát cảm động sâu sắc. Đông Phương Cảnh nhìn Thiên Lý Phi Cát thở hổn hển lần cuối, ngay lập tức cùng Tần Vũ tách ra tìm Tô Tiễn Linh. Cuối cùng anh tìm thấy cô dưới góc tường, vừa trao vạn độc chủng cho mình xong thì ngất đi, khiến anh đau lòng vô cùng. Anh vừa kịp bế Tô Tiễn Linh đi được vài bước thì cả hai cùng ngã xuống giữa đường. Đông Phương Cảnh từ một cơn ác mộng tỉnh dậy, ngay khi tỉnh dậy liền hỏi về Tô Tiễn Linh. Biết mình sau khi sử dụng vạn độc chủng đã thoát được độc tố còn lại, càng lo lắng cho tình trạng của Tô Tiễn Linh. May mắn, Tô Tiễn Linh đã hồi phục tốt và hiện đã rời khỏi Tứ Phương Hội đi dạo. Tần Vũ gửi thư bằng chim bồ câu yêu cầu Đông Phương Cảnh nhanh chóng đến Quế Hoa Lâu gặp Tô Tiễn Linh. Khi Đông Phương Cảnh đến Quế Hoa Lâu, anh đã hết sức hổn hển. Tô Tiễn Linh cố ý hỏi tại sao anh lại thở gấp, đồng thời nói rằng cô đã tìm được người mình yêu, sau này không thể cùng chủ nhân Quế Hoa Lâu đi nữa. Lúc này có người tìm Đông Phương Cảnh, anh vội vàng giấu Tô Tiễn Linh vào tủ và người đến gọi anh là Quân Vương. Điều này khiến Tô Tiễn Linh xác định được suy đoán của mình, biết rằng Đông Phương Cảnh và chủ nhân Quế Hoa Lâu thực sự đều là Đông Phương Cảnh. Đông Phương Cảnh và Tô Tiễn Linh cùng nhau dạo phố, anh quan tâm hỏi về tình hình sức khỏe của Tô Tiễn Linh, cô bày tỏ vẫn còn hơi chóng mặt. Đông Phương Cảnh liền muốn cõng Tô Tiễn Linh đi, Đông Phương Dực nhìn thấy không nhịn được mà chế nhạo, nói rằng hôm qua Tô Tiễn Linh còn đuổi theo mình chạy, hôm nay lại bảo chóng mặt, rõ ràng là đang lừa dối, suýt nữa thì bị Tô Tiễn Linh đánh một trận. Đông Phương Cảnh vừa cúi xuống, liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, lúc đó một mũi tên bay về phía anh. Tô Tiễn Linh liền dùng kiếm chặn mũi tên, sau đó bắn 3 cây kim bạc về phía người bắn tên, khiến người đó rơi từ trên lầu xuống. Đông Phương Dực phản xạ đỡ lấy cô gái đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô mất hồn, bị cô gái kia chê bai. Tô Tiễn Linh tiến lên hỏi cung cô gái vì sao bắn mũi tên đó, cô gái nói rằng cô không có ý giết người, đồng thời tiết lộ thân phận của mình, hóa ra là công chúa Nam Giang, Nam Yên Nhi, lần này đến để kết hôn với Đông Phương Cảnh. Nam Yên Nhi gặp Thái Hậu và yêu cầu bà ấy sắp xếp việc cưới hỏi, nhưng Thái Hậu dùng lý do chưa thấy sứ giả để trì hoãn. Tô Tiễn Linh biết Đông Phương Cảnh và Nam Yên Nhi có hôn ước, không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng Đông Phương Cảnh không hề nhận ra. Còn nói rằng Nam Yên Nhi tuy cứng đầu và tự cao,
nhưng không phải người xấu. Điều này khiến Tô Tiễn Linh tức giận, lập tức đuổi Đông Phương Cảnh ra khỏi phòng, một mình giận dỗi. Đông Phương Dực phải lòng Nam Yên Nhi từ cái nhìn đầu tiên, biết cô đến để thực hiện hôn ước với Bắc Lạc, liền khuyên cô đừng phá hoại mối quan hệ giữa Đông Phương Cảnh và Tô Tiễn Linh. Mình có thể miễn cưỡng cưới cô. Lời nói này khiến Nam Yên Nhi cười nhạo Đông Phương Dực ngốc nghếch, thậm chí còn nghi ngờ anh có ý đồ nhòm ngó vị trí chủ nhân thành. Thái hậu mời gặp Tô Tiễn Linh, rất ca ngợi cô đã lấy được vạn độc chủng để chữa khỏi cho Đông Phương Cảnh, nói rõ rằng bà rất ưa thích cô. Có thể từ chối hôn sự với công chúa Nam Yên, nhưng Tô Tiễn Linh không như Thái hậu nghĩ, coi Đông Phương Cảnh là mục tiêu phải đạt được. Ngược lại cô cho rằng cái gì của mình sẽ là của mình, không phải của mình thì dù cố gắng cũng vô ích, khiến Thái hậu cảm thấy như đánh vào bông. Tô Tiễn Linh lo lắng cho sức khỏe của Đông Phương Cảnh dù đã giải được độc nhưng vẫn còn yếu, nên đặc biệt hầm thuốc bổ cho anh, yêu cầu Đông Phương Cảnh uống. Đông Phương Cảnh ngửi thấy mùi lạ trong thuốc không muốn uống, nhưng bị Tô Tiễn Linh ép buộc, chỉ có thể uống một ngụm, định nhổ ra nhưng bị Tô Tiễn Linh giữ chặt miệng. Còn nói trong thuốc không chỉ có gia cóc mà còn có gà phân trắng và những thứ khác khiến Đông Phương Cảnh muốn nôn nhưng không thể, đành phải cố gắng uống hết. Nam Yên xông vào phòng của Đông Phương Cảnh, thấy Tô Tiễn Linh và Đông Phương Cảnh có vẻ thân mật, nghĩ rằng hai người sớm đã quấn quýt không rõ, thấy thế rất khinh bỉ, liền giận dữ đóng cửa lại, khiến Tô Tiễn Linh hoang mang. Tin tức về việc sứ giả Nam Giang bị sát hại được truyền đến, Nam Yên vừa tức vừa lo, A Chỉ lo lắng cho an toàn của cô liên tục theo sau bị Nam Yên phản đối. Đông Phương Dực mang bí dược của Lạc Dịch phủ đến làm quà cho Nam Yên nhưng bị cô từ chối, đồng thời quyết định không để hôn sự kéo dài nữa. Tô Tiễn Linh biết Thái hậu lúc này vẫn ở trong phòng thờ, liền lẻn vào phòng ngủ của Thái hậu, không ngờ phát hiện Thái hậu thực sự đang lột bỏ mặt nạ trên mặt. Nhận ra Thái hậu là giả mạo, không khỏi kinh ngạc phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của Thái hậu. Thái hậu nghe thấy tiếng động liền đứng dậy đi kiểm tra, vừa vào, bên ngoài cửa truyền đến tiếng Cao công công xin được gặp. Thái hậu đành phải nói rằng mình đang chuẩn bị. Đông Phương Cảnh bịt miệng Tô Tiễn Linh và kéo cô đi, anh nhận ra khuôn mặt dưới lớp mặt nạ chính là mẹ ruột của Đông Phương Dực. Người năm xưa trong vụ hỏa hoạn lớn ở Phủ Vương, bà ta lẽ ra đã chết, không hiểu sao lại sống sót và giả mạo thành Thái hậu. Đông Phương Cảnh từ trước đến nay chỉ biết Thái hậu không phải là mẹ ruột của mình, nhưng không ngờ lại là mẹ ruột của Đông Phương Dực. Anh không muốn Đông Phương Dực biết sự thật sau này sống trong nặng nề, một lúc không biết nên không nên nói cho anh ta. Tô Tiễn Linh cảm thấy không ai có thể thấu hiểu. Cô từ nhỏ không có cha mẹ nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được đoàn tụ với cha mẹ. Cô muốn luôn ở bên cạnh Đông Phương Cảnh, giúp đỡ anh. Đông Phương Cảnh cho rằng bản thân mình, một người lộn xộn rối bời, không xứng đáng với sự làm như vậy của Tô Tiễn Linh. Nhưng Tô Tiễn Linh đã quyết định chọn anh. Sáng hôm sau, Tô Tiễn Linh làm một con ếch cỏ mà hồi nhỏ cô thường chơi với sư huynh tặng cho Đông Phương Cảnh thời thơ ấu. Điều này làm Đông Phương Cảnh rất vui. Sau bữa ăn, hai người trong vườn thấy Đông Phương Dực đang tập trung làm bia mũi tên, quyết định không nói sự thật cho anh ta. Khi Đông Phương Dực đem bia mũi tên đến cho Nam Yên Nhi và biết cô đi tìm Thái hậu chỉ để đẩy nhanh ngày cưới, anh liền theo đến và tình cờ nghe được Thái hậu muốn loại bỏ Nam Yên Nhi, trong lòng không khỏi giật mình. Đông Phương Cảnh có một món quà muốn tặng cho Tô Tiễn Linh. Tô Tiễn Linh hạnh phúc mở ra xem, nhưng phát hiện trong tay anh trống không, cô nghĩ rằng Đông Phương Cảnh đang lừa mình, không khỏi hơi tức giận quay lưng lại. Đông Phương Cảnh nắm lấy tay Tô Tiễn Linh, đeo chiếc vòng tay trên tay mình vào tay cô và nói với cô rằng đó là vật mẹ ruột của anh để lại cho anh. Tô Tiễn Linh cảm thấy món đồ này quá quý giá, muốn trả lại cho Đông Phương Cảnh, nhưng Đông Phương Cảnh cho rằng vật quý giá nên dành cho người mình trân trọng, lời này khiến Tô Tiễn Linh rất cảm động. Lúc này, trời bắt đầu mưa, Đông Phương Cảnh giơ tay che mưa cho Tô Tiễn Linh, cô hơi cảm động, đề xuất vào lều tránh mưa. Cô nhìn chiếc vòng trên tay, nghi ngờ Đông Phương Cảnh đột nhiên tặng quà cho mình là có việc giấu giếm, liền truy hỏi anh. Đông Phương Cảnh vội vàng giải thích, anh đến Thanh Thập Phường là để tìm Thiên Lý Phi Cát lấy mật ước. Tô Tiễn Linh biết Đông Phương Cảnh cần có Ngọc Tỷ để kế thừa đại quyền, khuyên Đông Phương Cảnh không nên chờ đợi nữa. Đông Phương Cảnh tưởng rằng Tô Tiễn Linh nói về mối quan hệ của họ, ngay lập tức đứng dậy hôn Tô Tiễn Linh, nhưng bị cô ngăn lại. Tô Tiễn Linh nói là hãy ngay lập tức hành động để tìm Ngọc Tỷ, Đông Phương Cảnh nghe xong có chút ngượng ngùng. Lúc này Nam Yên Nhi tìm đến, thẳng thắn hỏi Đông Phương Cảnh, mật ước của Nam Giang có phải đang ở trong tay anh không? Đông Phương Cảnh thừa nhận, nhưng người giết sứ giả Nam Giang không phải là anh. Nam Yên Nhi biết có người muốn ngăn cản hai người kết hôn, yêu cầu Đông Phương Cảnh nhanh chóng cùng cô kết hôn. Tô Tiễn Linh nghe thấy điều này, lòng cảm thấy chua xót, nhưng cô biết Nam Yên Nhi nói đúng, một lúc không biết phải làm sao. Đông Phương Dực tìm đến Tô Tiễn Linh, muốn đặt bảo hiểm cho Nam Yên Nhi. Nam Yên Nhi đang ngủ say, một sát thủ mặc đồ đen bất ngờ chém về phía cô, may mắn là Nam Yên Nhi kịp thời cảnh giác, ngay lập tức đứng dậy phản công. Sát thủ không trúng đòn, lại phát hiện Tô Tiễn Linh đã đuổi theo, lập tức nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Nam Yên Nhi tưởng Tô Tiễn Linh và sát thủ cùng một phe, dùng kiếm đe dọa Tô Tiễn Linh. Tô Tiễn Linh giải thích rằng mình đến đây để cứu giúp sau khi nhận được bảo hiểm. Đông Phương Dực cũng đến, anh làm chứng cho Tô Tiễn Linh, đồng thời tuyên bố mình sẽ đứng ra bảo vệ, không để Nam Yên Nhi gặp nguy hiểm. Cao Công Công phái người ám sát Nam Yên Nhi không thành,
làm Thái hậu giận dữ. May mắn ông ta có thu hoạch, vô tình biết được danh tính của Tô Tiễn Linh, Thái hậu mới phần nào dịu đi cơn giận. Thái hậu qua chiếc ngọc bội của Tô Tiễn Linh biết cô là con gái của Liễu Như Mi, bèn gian dựng một vở kịch, cố ý làm ướt quần áo của Tô Tiễn Linh. Và nhân cơ hội Tô Tiễn Linh thay đồ, quan sát kỹ lưỡng tấm hình xăm trên cổ Tô Tiễn Linh, xác nhận danh tính của cô. Thái hậu và Tô Tiễn Linh đều là người của tộc Phượng Minh, bà dẫn Tô Tiễn Linh vào phòng bí mật, nói cho cô biết, toàn bộ người trong tộc đều bị cha của Đông Phương Cảnh, Đông Phương Dực Thiên giết chết, khuyên cô không được quên mối hận, phải báo thù cho dân tộc. Đông Phương Cảnh từ miệng Tần Vũ biết được chìa khóa mật đang ở trong phủ, liền lẻn vào phòng của Thái hậu, tiếp tục vào phòng bí mật. Khi anh nhìn thấy chiếc mũi tên được cung kính trước bàn thờ của tộc Phượng Minh, nhận ra đó chính là chiếc mũi tên đã xuyên qua ngực phụ vương Đông Phương Dực Thiên ngày xưa, không khỏi nhớ lại di nguyện của phụ vương. Tô Tiễn Linh được biết mẹ ruột của mình, Liễu Như Mi, vẫn còn sống, liền hỏi Thái hậu về nơi ở của bà. Thái hậu đồng ý giúp đỡ nếu Tô Tiễn Linh đồng ý với một điều kiện của bà. Đông Phương Cảnh sau khi thấy tất cả mọi thứ trong phòng bí mật, đã trở về và tìm kiếm thông tin về tộc Phượng Minh. Khi thấy biểu tượng của tộc Phượng Minh, anh nhớ lại lần Tô Tiễn Linh ngất xỉu, anh đã thấy dấu ấn tương tự trên cổ của cô. Lập tức nghĩ đến Tô Tiễn Linh là người của tộc Phượng Minh và lo lắng mật ước bị mất, vội vàng mở tủ kiểm tra, phát hiện mật ước thực sự đã mất. Thái hậu yêu cầu Tô Tiễn Linh mang mật ước đến mới chịu nói cho cô biết nơi ở của Liễu Như Mi. Tô Tiễn Linh vì muốn tìm mẹ mình mà đã lấy trộm mật ước của Đông Phương Cảnh, nhưng cô đã đưa cho Thái hậu chiếc giả và trả lại chiếc thật cho Đông Phương Cảnh. Tô Tiễn Linh đã biết danh tính của mình, cô tin rằng Đông Phương Cảnh cũng đã biết, hai người định mệnh có duyên không phận. Vì vậy đã đề nghị với Đông Phương Cảnh rằng cô muốn rời đi để tìm kiếm nguồn gốc của mình. Đông Phương Cảnh không muốn rời xa Tô Tiễn Linh, níu lấy tay cô muốn giữ cô lại, Tô Tiễn Linh đã trả lại chiếc vòng tay cho Đông Phương Cảnh. Chỉ coi như mình giữ giúp anh vài ngày, rồi kiên quyết rời xa Đông Phương Cảnh, biến mất sau cánh cửa. Đông Phương Dực biết Thái hậu muốn giết Nam Yên Nhi, vì vậy luôn bên cạnh bảo vệ Nam Yên Nhi, thậm chí còn tự mình thử độc trước khi Nam Yên Nhi ăn. Điều này khiến Nam Yên Nhi cảm động nhưng cũng cảm thấy Đông Phương Dực làm như vậy không phù hợp. Bởi vì Nam Giang Vương đã viết thư cho Thái hậu, yêu cầu Đông Phương Cảnh và Nam Yên Nhi phải kết hôn trong vòng 7 ngày. Tô Tiễn Linh dùng ấn giả để lừa Thái hậu nhưng bị Thái hậu nhìn thấu. Thái hậu cho rằng Tô Tiễn Linh là người của tộc Phượng Minh, lại không nghĩ đến việc báo thù, đã cố ý bày mưu để Nam Yên Nhi bị độc, sau đó đổ lỗi cho Tô Tiễn Linh và dưới danh nghĩa bị độc đã bắt Tô Tiễn Linh vào tù lớn. Tô Tiễn Linh trách Thái hậu không giữ lời, không chỉ không nói cho cô biết nơi ở của mẹ mình mà còn hãm hại cô. Không ngờ Thái hậu kể cho Tô Tiễn Linh biết, cha cô, Tô Nguyên Kiệt bị giết và treo trên tường thành, đã bị chim mổ sạch. Còn Liễu Như Mi khi đang mang thai lại bị một mũi tên giết chết, người làm tất cả những điều này chính là chủ nhân của thành Lạc Nghiệp vào thời đó. Tô Tiễn Linh biết cha mẹ mình bị sát hại đau thương, tinh thần bị kích động, lại thêm việc bị tra tấn, sớm muộn gì cũng không thể chịu đựng được. Đông Phương Cảnh biết Tô Tiễn Linh bị bắt, đã đi tìm Thái hậu xin ân xá, Thái hậu bảo anh mang ấn đến đổi, Đông Phương Cảnh liền đột nhập vào tù lớn để cứu Tô Tiễn Linh. Cao Công Công dẫn người đi chặn, nhưng không dám hành động với Đông Phương Cảnh sau khi anh ta kéo xuống mặt nạ, chỉ có thể nhìn Đông Phương Cảnh dẫn Tô Tiễn Linh đi. Nam Yên Nhi đã bị độc và hôn mê lâu, A Chỉ quyết định nếu Nam Yên Nhi không tỉnh lại, anh ta sẽ đi giết Tô Tiễn Linh. Đông Phương Dực lên tiếng bênh vực Tô Tiễn Linh, nói rằng chính Tô Tiễn Linh là người phân biệt độc và viết ra bài thuốc để cứu Nam Yên Nhi. Nhưng Nam Yên Nhi chậm trễ không tỉnh khiến A Chỉ không thể bình tĩnh. Đông Phương Dực kiên trì cho Nam Yên Nhi uống thuốc, cuối cùng Nam Yên Nhi đã tỉnh lại. Đông Phương Dực nhẹ nhõm và vội vã đi báo tin tốt lành cho Đông Phương Cảnh, kế hoạch của Thái hậu lại một lần nữa bị gián đoạn do sự tỉnh lại của Nam Yên Nhi. Đông Phương Dực xin lỗi Nam Yên Nhi, nói rằng mình đã không chăm sóc cô ấy tốt. Nhưng Nam Yên Nhi biết rằng trong và ngoài Lạc Dịch phủ có quá nhiều người muốn lấy mạng cô bảo Đông Phương Dực không cần tự trách. Đông Phương Dực đi xin Thái hậu tha thứ, nói rằng anh luôn coi Thái hậu như mẹ ruột của mình, hy vọng Thái hậu có thể vì tình mẫu tử nhiều năm giữa hai người mà bỏ qua cho Nam Yên Nhi. Thái hậu nhìn con mình nhưng không thể nhận ra, đau lòng quyết định giam cầm Đông Phương Dực, muốn tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm cách đây 18 năm. Đông Phương Cảnh đưa Tô Tiễn Linh đến lầu Hoa Nguyệt, thấy cô tỉnh lại, anh nhắc nhở cô nên đi càng xa càng tốt, đặt một hộp và thuốc vàng chữa thương vào túi của Tô Tiễn Linh. Kìm nén sự lưu luyến, trở về và thành hôn với Nam Yên Nhi, hoàn thành sứ mệnh của mình là chủ nhân thành Lạc Nghiệp. Tô Tiễn Linh vội vàng quay về Tứ Phương Hội, xin sư phụ xác minh thân phận của mình. Sư phụ nói rằng đúng là lỗi của họ, nhưng bởi vì họ đã nhận được tin tức trước. Nói rằng người của tộc Phượng Minh đã đầu độc khiến binh sĩ của họ tổn thất nặng nề, vì vậy Đông Phương Dực rất tức giận, ngay lập tức dẫn người đi diệt tộc Phượng Minh. Mọi người không đành lòng giết chết trẻ em của tộc Phượng Minh, nên đã gửi họ đến các gia đình tốt ở khắp nơi để nuôi dưỡng. Chỉ có Tô Tiễn Linh vì thể trạng yếu ớt, trông như sắp chết bất cứ lúc nào, nên được đặt ở căn cứ bí mật của quân Kiêu Kỵ để chăm sóc. Sau khi sư phụ kể hết tất cả, anh ta sẵn sàng để Tô Tiễn Linh giết mình để báo thù, nhưng nhìn sư phụ đã nuôi dưỡng mình khôn lớn, Tô Tiễn Linh thực sự không thể làm được. Đông Phương Cảnh và Nam Yên Nhi mặc trang phục hỷ sự, dưới sự chứng kiến của mọi người kết hôn.
Sau khi lễ bái Đường, hai người chuẩn bị uống rượu hợp cần. Đông Phương Cảnh, vì lòng vẫn hướng về Tô Tiễn Linh, không khỏi do dự. Không ngờ, Nam Yên Nhi đối diện bất ngờ dùng ly rượu trong tay làm đổ ly rượu của anh, rượu đổ xuống đất lập tức sủi bọt, chỉ một cái nhìn đã biết bên trong có độc. Đông Phương Cảnh nhìn thấy chuỗi vòng tay trên tay Nam Yên Nhi vừa lộ ra, ngay lập tức gỡ bỏ khăn che mặt của Nam Yên Nhi, mới biết đó là Tô Tiễn Linh. Đông Phương Cảnh không muốn Tô Tiễn Linh dính vào rắc rối này, nhưng Tô Tiễn Linh vì tình yêu dành cho anh sâu đậm, cố ý đến để tiếp tục mối quan hệ. Hóa ra, ngày đó Tô Tiễn Linh lấy thuốc đặc trị vết thương, vô tình nhìn thấy một góc của chiếc vòng tay lộ ra từ hộp rơi xuống đất. Cùng với bức thư Đông Phương Cảnh để lại cho cô, biết anh rất yêu cô, chỉ vì gia đình và người dân, không thể không quay về kết hôn với Nam Yên Nhi. Tô Tiễn Linh cũng mang lòng yêu dân, không muốn vì hận thù của tộc Phượng Minh mà lại khơi mào chiến tranh. Vì vậy đã vội vã quay trở lại Lạc Dịch Phủ, đội khăn đỏ, thay Nam Yên Nhi kết hôn với Đông Phương Cảnh. Đông Phương Dực đột nhiên xông vào đại điện, quỳ xuống cầu xin Thái Hậu tha cho Nam Yên Nhi, nhưng Thái Hậu bị hận thù chi phối, không chịu đồng ý. Đông Phương Cảnh tại tòa vạch trần Thái Hậu là kẻ giả mạo, vụ hỏa hoạn 10 năm trước, chính là mẹ đẻ của anh qua đời, còn phi tần kia không chết, lại dùng mặt Thái Hậu, thực thi quyền lực của Thái Hậu. Đông Phương Cảnh mang ngọc tỷ ra lệnh cho các quan văn võ nghe theo mình, đáng tiếc các quan đã bị độc hạ sàn và những người còn đứng vững đều là người của Thái Hậu. Thái Hậu căm hận Tô Tiễn Linh đã làm hỏng chuyện tốt của mình, trách móc Tô Tiễn Linh là người của tộc Phượng Minh lại bảo vệ Đông Phương Cảnh, ra lệnh giết hết họ để cho hàng vạn dân chúng đã chết của tộc Phượng Minh có người đồng hành. Quân kỵ binh và Nam Yên Nhi dẫn theo quân Nam Giang đến kịp thời, Thái Hậu vốn đang thế thượng phong lập tức rơi vào thế yếu. Đông Phương Dực đã biết Thái Hậu là mẹ đẻ của mình, Lâm Mộng Nguyệt liền bảo vệ nhưng lại bị trúng độc tiêm ngã xuống tại chỗ. Lâm Mộng Nguyệt điên cuồng rút kiếm chém về phía Tô Tiễn Linh nhưng bị tướng quân kỵ binh chém chết. Đông Phương Cảnh nhìn Tô Tiễn Linh đã mạo hiểm quay trở lại một cách đầy tình cảm, hứa hẹn từ nay vợ chồng một thể, bảo vệ lẫn nhau. Tô Tiễn Linh sẵn lòng nhận lấy lời hứa này của một đời một kiếp và họ đã trao cho nhau nụ hôn đầy tình cảm. Nam Yên Nhi vừa bôi thuốc cho Đông Phương Dực, vừa xin lỗi vì lúc đó không thể thông báo trước cho anh. Đông Phương Dực hiểu được hoàn cảnh của Nam Yên Nhi lúc đó và không trách cứ, anh cảm thấy xấu hổ về những việc mẹ mình đã làm. Và khi nghĩ về việc Đông Phương Cảnh đã một mình gánh vác mọi trách nhiệm bấy lâu nay cũng rất đau lòng, vì vậy quyết định gánh vác trách nhiệm của mình. Nam Yên Nhi ngay lập tức biểu thị cô sẽ ở bên cạnh Đông Phương Dực, ủng hộ quyết định của anh. Đông Phương Dực trở thành chủ mới của Lạc Dịch Thành, Đông Phương Cảnh trao ngọc tỷ cho Đông Phương Dực, nói rằng dòng máu của chủ thành Lạc Dịch không quan trọng là làm cho dân chúng sống yên bình, hạnh phúc. Biết Tô Tiễn Linh mạnh mẽ, Đông Phương Dực đặc biệt ban lệnh cho Tô Tiễn Linh, yêu cầu cô được phong làm Phụng Chỉ Sủng Quân.